số 310, kinh Đại Bảo Tích, quyển 65, án dịch Đại Bắc Tề, Tam Tạng Pháp Sư Na Liên Đề Gia Xá, Pháp Hội 16, Bồ Tát Thế Phật phần 5. Phẩm 10, Dạ Xoa được thọ ký. Bây giờ lại có 8 ức Dạ Xoa thấy các chúng Atula, Ca Lô La, Long Nữ, Long Vương, Cư Bằng Trà, Cả Thất Bà, cúng dường Phật được thọ ký. Họ vui mừng hớn hở, đều sinh lòng hy hữu chưa từng có. Biết Phật Thế Tôn trí tuệ vô tận, tối tôn tối thắng, trí tuệ vô ngại chẳng thể nghĩ bàn. Họ lại còn được nghe pháp môn thứ đệ. Đối với Phật, họ tưởng là đạo sư, là vô tận tuệ. Chúng Dạ Xoa ấy biết trí tuệ của Phật là vô tận rồi. Đối với chánh pháp của Phật, sinh lòng yêu thích. Do yêu thích nên cúng dường, phát khởi tinh tấn, nói kệ tán thán. Chúng con tán thán đấng cứu thế. Vì Phật đầy đủ trí tuệ, trí lực vậy, vô tận vô lượng như biển cả, Thế Tôn thân tốt không ai bằng. Tu Di còn biết được nặng nhẹ, hư không còn biết được rộng hẹp, sức trí tuệ của Đức Như Lai. Tất cả chẳng ai đo lường được, biết các chúng sinh lòng kính tinh, những người đáng độ đều độ xong, nơi người được độ biết hướng đến, nên Phật là không ai sánh bằng. Tuy chúng tu tạo nghiệp thiện ác, tất cả chỗ sinh thọ thân hình, biết rõ căn tính đáng thọ pháp, nên Phật là không ai sánh bằng. Tham dục ác hành, sân khỏe hành, si hành phiền não Phật đều biết, kiêu mạn tật đố cũng biết rõ, nên Phật là không ai sánh bằng. Chúng sinh nơi đây nhiều lầm lỗi, Như Lai biết rõ nghiệp đạo họ, Thế Tôn biết họ rất lanh lẹ, nên Phật là không ai sánh bằng. Thiện thể thấy rõ các thế gian, tùy phương tiện họ có lỗi lầm, và cùng ngữ ngôn họ sai quấy, Thế Tôn thấy rõ hết tất cả. Tại trong sáu đường ở bao lâu, tùy họ thọ khổ nhiều hay ít, và họ thọ lấy các thứ thân, tất cả Thế Tôn đều thấy biết. Tùy sức phiền não họ phát khởi, phương tiện tạo tác và ngây nghiệp, theo nghiệp nhận lấy các thứ khổ, tất cả đạo sư đều biết rõ. Tùy họ chỗ cầu đạo giải thoát, ở trong Phật Pháp đã xuất gia, tinh tấn tu học thánh đạo rồi, dứt hết phiền não Phật đều biết. Ở trong Phật Pháp có phàm phu, dù được xuất gia chẳng biết nghĩa, trên bài pháp diệu của người trí, Thế Tôn cũng lại biết rõ họ. Những kẻ chê bai chánh pháp ấy, nghiệp hành ấy mắc những khổ não, tùy tại địa ngục ở Lâu Mâu, Như Lai cũng đều biết rõ cả nơi Phật đã được kính tin sâu, xuất gia thọ trì tạng chánh pháp, quán sát các pháp thảy đều không, dứt trừ tất cả đường sinh tử, chẳng muốn tất cả thân sinh tử, quan sát thân này dường như ảo, biết mọi âm thanh như tiếng vang, ở vẫn nơi đạo Phật cũng biết, tán thán đạo sư không sánh bằng. Nay tôi chỗ được khối phước đức, dùng phước đức này nguyện thành Phật, cũng nguyện chúng sinh thành chánh giác. Đức Thế Tôn biết chúng Dạ Xoa thân tâm kính tinh, nên hiện tướng mỉm cười. Tuệ Mạng Mã Thắng Tỳ Kheo nói kể bạch hỏi. Đức Thế Tôn hiện tướng mỉm cười, ngưỡng mong cho biết nhân chuyên cười, tất cả chư Phật chẳng vô cớ, mà hiện ra tướng mỉm cười ấy. Nay đại chúng này đều hoài nghi, vì thấy đạo sư mỉm cười vậy, ngưỡng mong Thế Tôn trừ nghi cho, khiến tất cả chúng được mừng rỡ. Nay người được kính tin nơi Phật, và người biết chánh pháp vi diệu, người tâm kiên cố bất động ấy, nguyện Phật tiên nói cho họ nghe. Đại chúng tại đây đều hoài nghi, tất cả chiêm ngưỡng mặt Như Lai, hôm nay sẽ có những sự gì, nay nguyện Thế Tôn dứt nghi cho. Hôm nay ai hiện đại thần lực, hôm nay ai phát đại tinh tấn, hôm nay Phật cùng ai thân hữu, nơi đại chúng này xin hiển hiện. Lành thay Mâu Ni Thương Thế Gian, ngưỡng mong dứt trừ các nghi hoặc, trời người đại chúng đều được nghe, hôm nay tất sẽ rất mừng vui. Đức Thế Tôn nói kệ đáp Tỳ Kheo Mã Thắng. Lành thay lời hỏi của Mã Thắng, nay sẽ lợi ích lớn thế gian, do ông hỏi được nhân duyên cười, nên khen ông khéo hiểu ý Phật, nay Phật sẽ đáp hết nghĩa ấy. Ông nên nhất tâm chuyên lắng nghe, biết tâm ý các Dạ Xoa rồi, Phật vì thế gian hiện mỉm cười. Các chúng Dạ Xoa lòng kính tinh, vì họ biết Bồ Đề tịch diệt, khen Phật công đức chân thật rồi, phát tâm hướng đến Đại Bồ Đề. Vì họ biết các pháp không tịch, trừ khiển tất cả tướng hư vọng, nguyện bỏ tất cả loài sinh tử, phát tâm hướng đến Đại Bồ Đề. Do sức thiền định biết các ấm, chỉ là thế đế chẳng chấp trước, chẳng trước sinh tử như hoa sen, phát tâm hướng đến Đại Bồ Đề. Những sự chướng ngại trong sinh tử, do thấy là không chẳng bị buộc, biết Phật Bồ Đề vô thượng rồi, họ có thể tu Bồ Đề hạnh.
Những sinh già chết thảy đều không, đây là đạo Bồ Đề vô thượng, biết pháp tự tánh không tịch rồi, hay được đại Bồ Đề an ổn. Biết ấm tự tánh không tịch rồi, Bồ Đề tịch tỉnh tánh cũng lìa, hành Bồ Đề được tu cũng không, biết trí biết như vậy phàm chẳng rõ. Hay quán trí tuệ tánh tự không, cảnh giới được quán đều tịch diệt, người biết pháp biết thảy đều không, người này hay tu Bồ Đề đạo, phải biết không cũng tánh tự không. Tướng và nguyện cũng không thể tánh, nếu người có thể biết như vậy, người này hay tu hành chân thật. Người trời người đã chúng nghe đây rồi, xin lòng mừng rỡ được lợi ích, nơi Phật tất cả kính tin rồi, tâm trụ câu Bồ Đề tịch tỉnh. Nay cúng dường thù thắng này rồi, tâm chúng giải xoa đều thanh tịnh, những bậc trí này bỏ quỷ đạo, hưởng thọ vui lâu trong thiền đạo. Nơi nhiều ức Phật tỏa vị lai, họ dùng thần thông trong một niệm. Nơi nhiều cõi Phật sống cúng dường, ở chỗ chư Phật được pháp nhẫn, nơi các thế giới chẳng khởi tướng. Người trí hay dùng thần lực đến, quán thế gian này như ảo hóa. Người trí du hành không chấp trước, và xoa dụng mảnh cúng dường Phật. Sẽ được vô thượng đại Bồ Đề, cũng được vô thượng tịnh cõi Phật, trong ấy sẽ độ vô lượng chúng. Chúng ấy sẽ thành thế gian giải, tất cả đồng hiệu vô biên trí, danh nghe mười phương thọ ngàn kiếp, trí tuệ thọ mạng tịch diệt đồng. Chư Phật ấy có chúng thanh văn, dường như tinh tú giữa đêm vắng, chúng ấy dễ được đại Bồ Đề, tất cả không có sự nạn khổ. Trời người đại chúng nghe thế rồi, vì đạo Bồ Đề lòng mừng rỡ, tâm họ kiên cố phát tinh cần, dùng sức tinh tấn gìn công hạnh. Phẩm 11. Khẩn Na La được thọ ký. Bây giờ có 8 ức Khẩn Na La chúng. Đại thọ Khẩn Na La làm Khẩn Na La Vương làm thượng chủ. Thế các chúng Atula, Cơ Lâu La, Long Nữ, Long Vương, Cư Bàn Trà, Can Thất Bà, Dạ Xoa cúng dường Phật được thọ ký. Họ xin lòng hy hữu chưa từng có mà suy nghĩ. Việc này thật hy hữu chưa từng có, do vì chúng sinh không thể nắm bắt được, vì không mạng giả, không sinh giả, không có nhân, không trượng phu, không dưỡng dục, không thọ giả, không có ngã, không ngã sở, do các ấm mà gọi là chúng sinh, tất cả các ấm cũng không thể nắm bắt được. Do các giới chủng, nên gọi là chúng sinh, tất cả giới chủng cũng không thể nắm bắt được. Do các nhập mà gọi là chúng sinh, tất cả các nhập cũng không thể nắm bắt được. Do có nghiệp nên có quả báo, mà hành nghiệp ấy cũng không thể nắm bắt được. Vô thượng Bồ Đề cũng không thể nắm bắt được, tất cả Bồ Tát cũng không thể nắm bắt được, tất cả chư Phật cũng không thể nắm bắt được. Dù vậy mà Đức Thế Tôn vẫn thọ ký cho các Bồ Tát. Do nghĩa gì mà Như Lai thọ ký cho các Bồ Tát? Nêu bày danh hiệu của họ, hiển hiện nghiệp báo, nói việc ở vị lai của đại chúng Bồ Tát, cũng hiển bày thần thông lực của chư Phật, cũng nói lực chánh pháp, cũng hiển hiện trang nghiêm cõi Phật, tiếng nói chúng sinh có nghiệp có báo, cũng nói cõi Phật thanh tịnh, cũng hiển bày Bồ Tát du hành các nước Phật, từ một cõi Phật đến một cõi Phật, cũng nói Bồ Tát đến đó cúng dường, cũng nói thần biến cúng dường thù thắng, lại liệt bày đồ cúng vi diệu hy hữu, lại nói qua bao nhiêu kiếp sẽ được làm Phật, Đức Phật ấy trụ thế bao lâu, Phật ấy sẽ có bao nhiêu thanh văn, sau khi diệt độ chánh pháp của Phật ấy trụ thế bao lâu, tại sao Như Lai bỏ chúng sinh và nhập Đại Niết Bàn. Đại thọ Khẩn Na La Vương sinh niệm nghi ấy liền cùng 8 ức chúng Khẩn Na La, từ chỗ ngồi đứng dậy, vén áo bày vai phải, cúi phải sát đất chắp tay hướng Phật nói kệ bạch hỏi. Chúng con nghe Phật thọ ký rồi, lòng sinh nghi hoặc sao đại trí, đã nói thọ ký là nói không, nơi hai tiết ấy con chẳng hiểu, đã nói không tịch lìa tự tánh, pháp giới bình đẳng không biến động, mà sao Như Lai thọ cúng dường, việc ấy thế nào, bạch Thế Tôn, Đức Phật đã nói pháp vô sinh, mà lại nói pháp tâm Bồ Đề, Đức vô lượng, trí nói hai thuyết, thuyết ấy bí mật con chẳng hiểu. Thế Tôn nói pháp không có diệt, mà sao lại nói là có tử, ngữ mông như thật nói rõ cho, dứt hết lòng nghi của chúng con. Sao Đức Thế Tôn nói như ảo, mà lại nói rằng sinh cõi trời, Đức Lượng Túc Tôn nói như vậy, giáo pháp bí mật con chẳng hiểu. Phật nói các pháp không chỗ nương, mà lại nói y thiện tri thức, đây là mật ngữ của Thế Tôn, con thật chẳng hiểu bạch Như Lai. Tại sao Phật nói không tạo tác, là dạy chúng sinh tu hạnh nghiệp, điều ngự trường phu thiên nhân sư, lời nói bí mật con chẳng hiểu.
Tại sao Phật nói tánh tự không, là nói quán không được giải thoát? Ở nơi nghĩa này, con chẳng hiểu, cửu mong Như Lai dứt nghi cho. Tại sao Phật nói sự tận diệt, là nói các pháp tánh tịch diệt? Chúng tôi ngưỡng mong đấng vô thượng giải rõ những thuyết bí mật ấy. Tại sao Thế Tôn cần kệ tụng hiển thị các pháp như hư không, mà người ngu si hủy bán pháp, chết rồi chắc đọa đại địa ngục? Đại Hùng luôn nói các thiện đạo, mà lại còn nói các đạo khác, đã nói các loài do tạo nghiệp, là nói không có ai tại nghiệp. Đấng vô thượng tôn thường tuyên nói, các thuyết sai biệt chẳng biết được, chúng con nơi ấy sinh nghi hoặc, ngưỡng mong Thế Tôn giúp trừ cho. Đã nói nghiệp lành không học được, lại nói tu hành được Bồ Đề, Sa Môn Pháp Vương nói như vậy, chúng con nơi ấy chẳng hiểu được. Tại sao nói pháp bất khả tận, mà nói kẻ chết tội được hết, đấng vô lượng trí sinh khai thị, chúng con nơi ấy rất nghi ngờ. Như Lai đã nói pháp chân tế, là nói điên đảo và thế giới, đấng mắt sáng không lòa diệt tội, ngưỡng mong vì con nói nghĩa ấy, ngoài Phật không ai. Vì chúng con giải thích được những điều nghĩa ấy, chỉ có Như Lai dứt trừ được, vì thế con kính đấng đại giác. Đức Thế Tôn nói kệ đáp Đại Thọ Cẩn Na La Vương. Ông hỏi, nói không lại thọ ký, nơi hai sự ấy chẳng hiểu được, các pháp nếu là chẳng phải không, thì Phật chẳng vì họ thọ ký, do nhân duyên gì. Nói như vậy, các pháp nếu có thể tánh riêng, thì nó còn mãi chẳng chuyển được, nó chẳng phải giảm cũng chẳng tăng, các pháp thể tánh vốn không, vốn tự không. Dường như mặt trăng, đáp lại, dường như mặt gương bằng sạch sáng, hay hiện tất cả các sắc tượng, phải biết tất cả pháp như vậy, pháp giới không có tướng đổi khác. Ông với tất cả vật cúng dường, mỗi mỗi các phần nên quan sát trong những phần nào mà có tướng. Pháp giới thường trụ không đổi khác, người trí phải nên quán như vậy. Các người phàm phu đều mê hoặc vì không trí tuệ nên không hiểu. Ông hỏi Phật, nói là vô sinh, lại nói phát tâm nên khó hiểu. Các ông nay phải nhất tâm nghe, đấng tập lực nói nghĩa bí mật. Phàm phu chìm ngập sông sinh tử, cũng còn buộc ràng nắm chỗ ấy. Tâm thường ôm lấy tượng điên đảo, nên thọ sinh tử các khổ não. Từ trước đến nay chưa nghe pháp, Phật nếu vì họ quyết định nói, phàm phu ngu mê nơi pháp ấy, càng thêm tăng trưởng các nghi hoặc. Họ nghe Bồ Đề lợi ích lớn, lòng họ chuyên chú nơi quả ấy, tâm họ lại còn sinh tham luyến, tự nhiên thắng trí không thông được. Ông hỏi không diệt lại có chết, hai điều này ông chẳng biết được, nơi đây ông phải nhất tâm nghe, Phật sẽ vì ông nói chân thật. Vì các chúng sinh chấp thường kia, do đó Như Lai nói nghĩa diệt, hằng thấy những có đều suy hoại, không có một pháp nào là thường. Ông hỏi các pháp như mộng ảo, là nói sinh thiên nên nghi ngờ, hữu học phàm phu thiện ác đạo, pháp ấy bất định nên hư ảo. Ông hỏi Phật nói không chỗ nương, là nói nương nơi thiện tri thức, vì người cầu trời bỏ y chỉ, nên thiện hữu nói không chỗ nương. Ông hỏi rốt ráo không tác năng, là nói có tác nên chẳng hiểu, phải xem xe kia nhiều thành phần, còn quán xe có những tác dụng. Nếu lại có người chấp nơi ngã, cũng lại lấy những sự ngã làm. Phật vì bọn họ nói vô tác, dù vậy chẳng phải không dụng. Ông hỏi tất cả tánh tự không, là nghi quán không được giải thoát, người vô trí ngu si điên đảo, chẳng rõ biết được thể tánh không. Từ nơi vọng tưởng phân biệt sinh, hư vọng phan duyên nên bị buộc, vì độ những chúng sinh như vậy, Thế Tôn nói tánh chẳng phải có. Như ông hỏi rằng, sự tận diệt, tất cả các pháp tánh cũng diệt, các chúng sinh mê hoặc vô trí, vì vọng phân biệt nên các ái. Như kẻ các nước thấy bóng nắng, vì nhớ tưởng nên càng thêm khác, người ngu lại bị hư vọng hại, nơi không sở hữu gọi phân biệt. Người khát vọng sinh tưởng thấy nước, nơi chỗ sóng nắng nước vốn không, vọng tưởng làm hại các chúng sinh, nơi các bất tịnh tưởng là tịnh. Phàm phu ngu si bị ái trói, trong dơ sâu ấy tánh chẳng sạch, như sóng nắng kia giống tướng nước, trong thể tánh nắng thiệt không nước. Như vậy trong thân không sắc sạch, thân sắc cũng lại tánh chẳng sạch.
Phàm phu ngu si thấy điên đảo, vọng tưởng là sạch nên bị trói. Dù nói các pháp như hư không, cũng nói hủy bán đọa địa ngục. Người ngu nghe nói sinh sợ sệt, người trí dù nghe tâm an ổn. Thế gian thể tánh tự không tịch, ngu si vô trí tưởng có ngã. Bọn họ nếu nghe tánh không giáo, sợ sệt chẳng được còn thọ sinh. Bọn họ hủy bán pháp tánh không, đều do vì họ chấp ngã kiến. Như người trói buộc nơi hư không, người vô trí ấy đọa địa ngục. Phật vốn đã nói các thiện đạo, và vì thế gian nói các đạo, nói có tạo nghiệp mà chẳng mất, cũng trừ chấp là có tác giả. Tất cả các đạo dường cảnh mộng, Phật vì ông nói biết như vậy. Trong mộng không có tướng khứ lai, người thấy điên đạo chấp khứ lai. Phật đại diện nói có tác nghiệp, suy tìm mười phương không tác giả. Ví như gió lớn thổi cây khô, cây ấy chạm nhau phát ra lửa, gió ấy cùng cây chẳng nghĩ tưởng, chúng ta hay phát xuất lửa ấy. Dù là như vậy mà lửa sinh, không biết có nghiệp không tác giả. Ông hỏi phước đức không tích tụ, sao hợp thiện được quả bồ đề? Nay Phật chân thật vị ông nói, ông phải chăm chỉ chí tâm nghe. Ví như người đời được trường thọ, thọ mạng họ đến được hơn 100 tuổi, nơi số tuổi ấy không tích tụ, tất cả chuyên họp cũng như thế. Ông hỏi các pháp không có tận, sao Phật lại nói nghiệp được hết? Người quán không pháp không có cùng, tùy thế pháp nên nghiệp có hết. Phật dù nói có thật tế pháp, điên đảo cũng chẳng ngoài thực tế. Hà chúng sinh ngu si điên đảo, chẳng biết rõ được chân thật tế. Khẩn Na La Vương phải lắng nghe, vì người tinh tấn đủ trí tuệ. Tất cả các tướng là nhất tướng, đó là không tướng phải nên biết. Nếu hay hiểu được nơi chữ nhất, Phật vì người đó, người trí nói bồ đề, tất cả các pháp đều vô tác. Đây nói chữ A môn tổng trì, tất cả việc làm của bồ tát, vô biên hành tướng Phật đã nói, đây cũng vào được tất cả pháp. Đó là chữ A môn tổng trì, tất cả các pháp đều tịch diệt, vậy môn chữ A khiến chứng nhập. Khẩn Na La Vương phải nên biết, đây cũng chữ A môn tổng trì. Tất cả các pháp vô phân biệt, vào pháp môn này Phật đã nói, Khẩn Na La Vương phải nên biết, đây cũng chữ A môn tổng trì. Tất cả các pháp không tự tánh, dạy môn chữ A khiến chứng nhập. Khẩn Na La Vương phải nên biết, đây cũng chữ A môn tổng trì. Tất cả các pháp không có biên, dùng môn chữ A nói các pháp. Khẩn Na La Vương phải nên biết, đây cũng chữ A môn tổng trì. Pháp tận vô tận Phật đã nói, phải nói tất cả pháp vô tận, tất cả Như Lai đủ 10 lực, đã nói môn tổng trì vô tận. Tất cả các pháp không có môn, vì vật không nên hiện chẳng có, đây cũng tức là môn tổng trì, cho đây vào được môn chữ A. Nơi các pháp chẳng thể nghĩ bàn, chư Phật theo thật hay hiển thị, thật Khẩn Na La Vương nên biết, đây cũng chữ A Đà La Ni. Tất cả các pháp không chỗ đến, Phật vì người trí nói bồ đề, đây cũng tức là môn tổng trì, là môn chữ A phải nên nhập. Tất cả các pháp không có đến, nếu người chẳng tu thì chẳng được, đây cũng tức là môn tổng trì, là môn chữ A phải nên nhập. Các pháp giả danh đều sẽ có, suy tư tánh nó chẳng thể được, đây cũng tức là môn tổng trì, là môn chữ A phải nên nhập. Tất cả các pháp không tự tánh, suy tự tánh nó chẳng thể được, đây cũng tức là môn tổng trì, Đà La Ni của Phật nói. Tất cả các pháp không nắm bắt, vì pháp tự tánh không nên vậy, đây cũng tức là môn tổng trì, là Đà La Ni thiện thể nói. Khẩn Na La Vương nên lắng nghe, tất cả các pháp lìa nghĩ nhớ, đây cũng tức là môn tổng trì, là môn chữ A phải nên nhập. Chư Phật Thế Tôn đã hiển thị, vì pháp không thật không chướng ngại, đây cũng tức là môn tổng trì, nên nhập Đà La Ni chữ A. Tất cả các pháp không chướng ngại, không có gì hay chướng các pháp, đây cũng tức là môn tổng trì, nhập môn chữ A. Phật đã nói, tất cả các pháp không có sinh, người trí phải biết chỉ nhất tướng, tất cả pháp kia là vô sinh, phải biết pháp ấy không có danh, tất cả các pháp không có sinh, sinh ấy xưa nay không nắm bắt. Đây cũng tức là môn tổng trì, là môn chữ A phải nên nhập. Nếu pháp là không thật không sinh, chẳng nhìn thấy được, chẳng chỉ được, các pháp tự tánh không nắm bắt, vì thế không có ai hay thấy. Tất cả các pháp không có sinh, nên là nhất tướng không có tướng, ví như hư không không có bằng, tất cả các pháp cũng như vậy.
Tất cả các pháp không tăng giảm, chẳng một, chẳng hai, chẳng nhiệt não, cũng chẳng phải lạnh, chẳng phải nóng, và chẳng phải có, chẳng thấy được, không có tướng công và tướng ngay, cũng không có tướng sáng, tướng tối, cũng không những tướng thấy, nghe thấy, là đà la ni vô sở hữu, chẳng phải xiểm cúc, chẳng chánh trực, không có các tướng co, duỗi thảy, cũng không giận hờn, không vui vẻ, và không khởi tác, không tịch diệt. Không có tướng nhập và tướng xuất, không tiếng, không toái, không vãng, không lai vãng, cũng lại không ngủ và không thức, là tướng giác tri cần phải biết, chẳng phải mắt thấy cũng chẳng mù, không có năng kiến và ám chướng, cũng không tướng mở và tướng nắm, chẳng có điều phục, chẳng phải điều động, chẳng dừng nghỉ, chẳng phải thế gian, chẳng niết bàn, chẳng phải chân thật, chẳng hư vọng. Phải biết Phật cảnh là như vậy, vì muốn điều phục các thế gian, dứt trừ lòng nghi cho các ông, trong đệ nhất nghĩa ngoài Phật ra, tất cả không ai trừ nghi được. Đại tọa Khẩn Na La Vương nghe Đức Phật nói môn tổng trì, lòng rất vui mừng, liền phát tâm tinh tấn dũng mãnh, tức thì hóa làm 8 ức lầu gác. Các lầu gác ấy hoặc ở trên cây, trên hoa sen, hoặc ở trên núi, đều trang nghiêm bằng 7 báu. Có lòng 7 báu, tràng hoa 7 báu, rèm tua hoa báu, rèm tua lụa, nhiễu, nhiều màu để trang sức. Đại thọ Khẩn Na La Vương cùng 8 ức Khẩn Na La cầm các thứ hoa trên đất, dưới nước, tại hương sơ, để rải trên Phật rồi đều lên lầu gác 7 báu, bay nhiễu Đức Phật 3 vòng, lại rải hoa lên Đức Phật, rồi lại nhiễu Đức Phật 3 vòng nữa. Đại thọ Khẩn Na La Vương và chúng Khẩn Na La xuống lầu gác đi nhiễu Đức Phật 3 vòng, đảnh lễ chân Phật, nhất tâm chắp tay chiêm ngưỡng Thế Tôn, mắt dẫn tạm rời, đứng qua một phía suy niệm về vô lượng công đức thuở quá khứ và hiện tại của Đức Như Lai, biết tâm nguyện của Đại thọ Khẩn Na La Vương và 8 ức chúng Khẩn Na La. Đức Thế Tôn hiện tướng mỉm cười, Tề Mạn Mà Thắng Tỳ Kheo nói kệ bạch hỏi Phật. Phật chẳng phải không duyên mà cười, đấng thiên nhân sư nói như thật. Chúng thấy Phật cười đều hoài nghi, nay thấy tối thắng như trăng tròn, như trăng non. Bạch Đức Thế Tôn, hôm nay ai, nơi pháp không hai sinh thắng tuệ. Ngày nay con ôm lòng nghi hoặc, gửi mong Thế Tôn trừ nghi cho. Ai ở Phật pháp được tịnh tâm, do đó Như Lai hiện tướng cười, ngưỡng mong Như Lai nói rõ cho, chúng tôi hết nghi lòng vui mừng. Bây giờ tất cả hàng đại chúng, nếu nghe Phật nói đều mừng rỡ, nguyện trời nghi hoặc cho đại chúng, như lời Phật dạy đều làm được. Vì thế nên đấng lượng túc tôn, dứt trừ nghi hoặc nói rõ cớ, nguyện vì Khẩn Na La Vương thảy, và vì tất cả các chúng sinh. Đức Thế Tôn nói kệ đáp Tề Mạn Mà Thắng, lành thay Mã Tấn hỏi phải lúc, nay Phật vì ông phân biệt nói. Do vì ông hỏi Phật hiển bày, đã chúng sẽ được Phật công đức. Ông nên thanh tịnh tâm chuyên nhất, nghe sự hy hữu chớ loạn ý. Đức thiện thệ có trí tối thắng, trí kiến rộng lớn không chướng ngại. Đặt nghi vấn nơi Khẩn Na La, làm lợi tất cả các chúng sinh. Nên Phật nói quả vị lai họ, đã nghe Phật sẽ dứt nghi cho. Thọ Khẩn Na La 8 ức chúng, vương và quan dân các quyến thuộc, chúng ấy cúng dường nơi Phật rồi, từ đây mạng chung sinh cõi trời. Từ đó về sau 9 ức kiếp, lưu chuyển ở trong cõi trời người, tu tập đầy đủ 5 thần thông, được trí tự tại, tâm tự tại. Họ nơi Na Do Tha cõi Phật, là do chư Phật sai qua đó, thân ở cung trời luôn bất động, luôn thọ thiền duyệt vui an ổn. Họ ở 90.000 vạn kiếp, ở trong trời người lưu chuyển rồi, mỗi mỗi ở trong cõi Phật mình, để được thành bậc vô thượng đạo, kiếp ấy hiệu là thương chiếu diệu, ở trong kiếp ấy thành Phật đạo. Họ đều hạng nhất sinh bổ xứ, chúng trí tuệ ấy sẽ thành Phật. Cõi Phật ấy không một người nào, chẳng phải người tu hành thành tục, đều là bậc nhất sinh bổ xứ, không người cầu thanh văn chuyên giác, tất cả đều là Đại Bồ Tát, bậc soi sáng đời đều sinh đó, đều là người nhất sinh bổ xứ, họ đều sẽ được thành Phật đạo. Cõi ấy các chúng Đại Bồ Tát, an trụ trong hằng thể đại nguyện, ở trong vô lượng các cõi Phật, ta đều sửa trì khiến thanh tịnh. Bồ Tát ấy nguyện rất rộng lớn, ở trong đêm dài khéo si lường, vì họ có tính nguyện thanh tịnh, đều riêng sửa trì cõi Phật mình. Các cõi Phật ấy ra nghiêm đẹp, xa rời tất cả các phiền não. Đất ấy khắp nơi có cung điện, giải thoát tất cả các ác đạo.
bao nhiêu tội ác và tám nạn, các cõi Phật ấy tẩy đều không, đã tu thanh tịnh cõi Phật rồi, chúng sinh liền được dễ điều phục. Như vậy, Thế Tôn Thiên Trung Thiên nói thật ký cho Cận Đa La, tất cả đại chúng nơi hiện tại, nghe rồi thảy đều rất vui mừng. Số 310, Kinh Đại Bảo Tích Quyển 66, Hán Dịch Đời Bắc Tề, Tam Tạng Pháp Sư Na Liên Đề Gia Xá, Pháp Hội 16, Bồ Tát Thấy Phật Phần 6. Phẩm 12, Trời Hư Không Hành Được Thọ Ký. Bây giờ, lại có 8 vạn trời hư không hành thấy Atula, Kalola, Long Nữ, Long Vương, Cư Bằng Trà, Can Thác Bà, Dạ Xoa và Cẩn Na La cúng dường Đức Phật được thọ ký. Họ đều rất vui mừng, hớn hở vô lượng. Ở trong Phật Pháp thâm tâm yêu thích, vì cúng dường Phật nên họ phát khởi tâm dũng mãnh. Vòng khắp ngoài thành Ca Tỳ La 8 vạn 6 ngàn do tuần, chúng trời hư không hành ấy, mưa hoa mạng Đà La khắp mặt đất dày đến gối người. Họ cúng dường dũng quanh 3 vòng, nó kệ tán thán Đức Phật. Các căn tịch tỉnh mặt mỉm cười, cứu hộ tất cả các chúng sinh, thiện thệ đầy đủ, đại từ bi. Nên làm Thế Tôn, Thiên Nhân Sư, Như Lai đại chúng đều an trụ ở trong Phật Pháp và Niết Bàn. Đạo Sư hành trí lượng túc tôn, chúng con đầu mặt nay đảnh lễ. Như đêm rằm, vầng trăng tròn sáng, người đời đều lạy trăng giữa sao. Như vậy tất cả các thiên chúng thấy Phật mặt cười đều đảnh lễ. Chư nhóm khối lớn vô lượng phước. Cũng lại thành tựu thân trí tuệ, đầy đủ vô lượng oai đức lớn, nay con đảnh lễ đấng cứu đời. Núi công đức đầy đủ 10 lực, thông pháp vô úy lìa 3 cấu, thành tựu 18 pháp bất cộng, thấy rõ không nghi đấng đạo sư, đầy đủ 32 tướng tốt, 80 tùy hảo tự trang nghiêm, tâm Phật thắng thượng như đế tràng, nên con đảnh lễ đấng vô thượng. Đã hay cứu cánh, sức trì giới, thiền lực quyết định chẳng khuấy động, nắm cầm cương trí tuệ tối thượng, tối thắng dũng kiện hàng thiên ma, nơi sức trí tuệ đến bờ kia, điều ngự thanh vang lòng không tiếc, tâm Phật tịch tỉnh khắp 10 phương, độ thoát tất cả chúng trời người. Thế Tôn là bậc thầy trời người, được pháp tịch diệt tối vô thượng, thưa vâng, bạch Thế Tôn, con nguyện cũng sẽ được pháp thắng diệu ấy. Nguyện con cũng sẽ trong trời người, được các thế gian tin mến thích, như Đức Thế Tôn bằng không khác, biết rõ tâm thích muốn chúng sinh. Nguyện con làm lợi cho thế gian, chung tâm xót thương tâm đại bi, nguyện con đều độ thoát được những chúng sinh đọa biển khổ sanh tử. Nguyện con ở trong hàng trời người, được làm đại đạo sư vô thượng. Con sẽ giải thoát cõi sanh tử, những chúng sinh bị trăm thứ khổ. Đức Thế Tôn biết chúng trời hư không hành có tâm tinh nguyện sâu rộng, nên liền mỉm cười. Tỳ kheo Mã Thắng nói kệ hỏi Phật: Phật Mâu Ni chẳng phải không chuyên chiếu sáng ba cõi hiện tướng cười, ngưỡng mong thập lực nói rõ cho, vì chúng sinh nào mà mỉm cười. Thế mặt tối thắng của Như Lai hiện trạng mỉm cười làm chúng mừng, tất cả đại chúng đều hoài nghi, xin Phật nói rõ nhân duyên cười. Xin đại đạo sư mau nói rõ nhân chuyên mỉm cười sự lợi ích, xin dứt trừ lễ nghi cho chúng, xin vua Sa Môn hãy tuyên ai làm cho Phật hiện mỉm cười, ai ở nơi Phật bày cúng dường, khiến ai đạt được cõi sanh tử, mong Đức Thế Tôn trừ nghi cho, ai ở ngày nay động cung ma, khiến ma cuồng loạn lòng chẳng an, ai ở ngày nay khiến thiên chúng thảy đều vui mừng rất hớn hở, ngưỡng mong việc con mà tuyên nói, dứt trừ tất cả nghi cho đời. Đại chúng nếu được nghe Phật nói, tất cả sẽ đều rất vui mừng. Đức Thế Tôn nói kệ đáp tại mạng Mã Thắng. Hôm nay Mã Thắng bạch hỏi Phật việc thọ ký trời hư không hành. Ông hỏi Phật tạo lợi ích lớn cho vô lượng trời người thế gian. Nếu không hỏi nơi Đức Thập Lực, chẳng được nghe nói lời thọ ký. Nay ông bạch hỏi nơi Như Lai làm lợi ích lớn cho thế gian. Trời không hành đây với Đức Phật, dùng tâm mừng rỡ mà cúng dường, qua khỏi số kiếp A Tăng Kỳ, dứt trừ phiền não được làm Phật. Từ nơi thân này, mạng chung rồi, liền được sinh thiên chỗ thù thắng, chỗ vô lượng ức chư Như Lai, đều dùng hương hoa để cúng dường. Ở chỗ chư Phật phát đạo tâm, cũng lại tăng tiến tâm Bồ Đề, bởi nói vô lượng kệ thắng diệu, khen ngợi trí tự nhiên của Phật, chúng ấy sẽ ở đời vị lai, chỗ vô lượng vô biên chư Phật,
dùng hương hoa tốt để cúng dường, cũng nói kệ hay để khen ngợi. Các Bồ Tát thân Na La Diên cúng dường tán thán chư Phật rồi, ở đời vị lai kiếp hân hỷ, được thành trí tối thắng vô thượng. Phật ấy hiệu là Hoa Tràng Tôn. Danh tiếng nghe khắp đều kính trọng, tám vạn chúng thiên thần không hành, để đồng một kiếp được thành Phật. Trong cõi Phật ấy không địa ngục, cũng không ngạ quỷ và súc sinh, cõi ấy cũng không loài tu la, không có tất cả tám điều nạn. Lúc tám vạn hành thiên thành Phật, cõi ấy tất cả các nhân dân, tất cả chúng sinh thọ vô lượng, quả báo như quả trời đao lợi. Nước ấy chẳng nghe tên ác đạo, huống là có người tạo nghiệp ác, thổ ấy chúng sinh đều như pháp, tất cả đều là chúng điều phục. Phật ấy độ người vô lượng ức, số ấy đông hơn các sông Hằng, tuy nói pháp vô y vô trước, thập lực độ thoát các chúng sinh. Phật ấy nhập đại niết bàn rồi, xá lợi lưu bố xây bảo táp, mỗi mỗi xá lợi của Phật kia, trong ấy đều hiện thân tướng Phật. Danh tiếng không hư các thân phần, vì chúng sinh ấy hiện thần biến. Vô lượng ức số các chúng sinh đều phát tâm vô thượng Bồ Đề, đều sư trí phương tiện như vậy, thọ ký cho chúng trời không hành. Tất cả đại chúng nghe thọ ký, thấy đều vui mừng rất hớn hở. Phẩm 13. Tứ Thiên Vương được thọ ký. Bây giờ có 9 vạn Tứ Thiên Vương thấy Atula, Kalola, Long Nữ, Long Vương, Cư Bàn Trà, Can Thất Bà, Dạ Xoa, Khẩn Na La và trời hư không hành cúng dường Phật được thọ ký. Họ đều rất vui mừng hớn hở vô lượng, ở trong Phật Pháp thâm tâm tin ưa. Ví như có người ngồi nghe bằng sành vào trong sông, tự nghĩ rằng ghe sành này chẳng bao lâu sẽ nứt bể, lúc đó chưa chìm phải mau vào bờ để khỏi bị thủy nạn. Chính vạn Tứ Thiên Vương thiên này cũng như vậy, họ thấy oai thần của Phật nên khởi lòng tin ưa, vì muốn được Phật Pháp nên họ phát tâm dũng mãnh cúng dường Như Lai. Tứ Thiên Vương và chính vạn trời Tứ Thiên Vương hóa ra chính vạn trướng bảy báu rộng lớn trang nghiêm, nhiều màu sắc đẹp lạ. Trong số ấy có nhiều trướng xích trân châu, trướng hỏa châu, trướng lưu ly, trướng thiên chân kim, trướng kim can châu. Chính vạn trướng bảy báu ấy ở hư không bay nhiễu Phật ba vòng, lại hóa chính vạn thiên nhạc ở hư không nhiễu Phật ba vòng, lại hóa những hoa trời Mạn Đà La, Maha Mạn Đà La, Mạn Thù Sa, Maha Mạn Thù Sa, Ca La Bà, Maha Ca Ca La Bà. Họ đem những hoa trời ấy rải lên Đức Phật, lại nhiễu Phật ba vòng, đứng ở một bên chắp tay cung kính nói kệ tán thán Phật. Chính vạn chúng chư thiên đồng ở chỗ đạo sư đều chắp tay một lòng mong muốn công đức Phật, không trạo cử, không trầm, không tham cũng không hối, không cống cao, không hạ, do vì lễ Thế Tôn đoạn trừ chống sinh tử, cũng diệt vô minh ám, nhổ sạch tên phiền não, xóa ngã núi ngã mạng, Phật khéo nhổ tên độc, hay diệt các ung nhọt, khéo tu không phóng dật, thân viên mãn không giảm, trừ sạch các phiền não, thoát mọi dây trói buộc, các đức các kết sử, ra khỏi chốn náo nhiệt, pháp không và vô tướng là sở hành của Phật trong tất cả các loài, tâm Ngài không ưa muốn, nhổ tận gốc khắc ái, bỏ hạn ám vô minh, với bốn thứ đạo điên đều hay khéo rời bỏ. Phật hay biết thật tế, kẻ vô tri ở đời, phàm phu nghe sợ hãi, nhân ai sợ thời săn. Chúng sinh mãi chấp thân với không thể, với không không thể biết, bị vô minh chùm che, tham trước với cõi đời. Nếu thật thấy chân như, quán đời đều trống rỗng, vì đời bày thật trí, do đó được mắt tịnh, hiển thị các ấm không, danh sắc cũng như thế, thế giới pháp là không, các nhập cũng như vậy. Pháp này và pháp kia chỉ dùng danh tự nói, các pháp danh tự này, Phật dạy đều là không. Ví như đại ảo sư hóa làm các hình tượng, thật không có chúng sinh, không nhân cũng không mạng. Như vậy các ấm giới, các căn 12 nhập đều từ ảo hóa sinh, như lời Phật đã dạy. Ví như họa sư khéo vẽ thân tướng bạch tượng, chi tiết đều giống hệt, cao thấp cũng như thế, thật không tướng cao thấp, chỉ mờ mắt kẻ ngu. Pháp giới ấy bình đẳng, kẻ ngu tự mê lầm, Phật vì họ hiển chỉ bày. Như trăm quả am la, bậc trí không mê loạn, khéo học lời Thế Tôn, Như Lai đại trí tuệ, vì đời thấp đuốc trí, chuyện bánh xe diệu pháp,
giáo hóa khắp quần sinh, có nguyện được khai ngộ đạo giác vô thượng tịch, chuyển pháp luân vi diệu như Phật nay đã chuyển. Chúng con ở thế gian với kẻ mê lầm đường sẽ vì họ nói pháp như Thế Tôn ngày nay. Đức Thế Tôn biết thâm tâm tình ưa của chính vạn vị trời Tứ Thiên Vương, nên hiện tướng mỉm cười. Từ miệng Phật phóng ra nhiều tia sáng năm màu. Tề Mạn Mã Thắng Tỳ Kheo nói kệ hỏi Phật: chẳng phải không nhân duyên Phật hiện tướng mỉm cười, Thế Tôn đấng đại hùng nguyện nói duyên cớ ấy. Thấy Phật hiện tướng cười, tất cả chúng hội đây đều ôm lòng nghi hoặc, mọi người đều muốn biết ai nay phá quân ma, ai nay trừ phi hoặc, ai đặt pháp quyết định. Cuối mong Thế Tôn nói: ai nay cúng được cúng Phật, ai tuân Phật giáo hạnh, chúng đây đều nghi ngờ. Mong đạo sư tuyên nói lượng túc tôn thọ ký, chúng sinh nếu được nghe lưới nghi đều trừ sạch. Cuối mong Phật diễn bày là khiến cho chúng sinh đương theo đạo chủng trí, mau đạt đến Bồ Đề, vì thế nên thọ ký. Đức Thế Tôn nói kệ đáp Tỳ Kheo Mã Thắng: lành thay nay Mã Thắng, vì chúng nên thỉnh Phật, nhân duyên Phật mỉm cười, ta vì ông sẽ nói, vì thương xót thế gian, phải chuyên chú lắng nghe, chính vạn vị trời kia đều đứng ở trước Phật, tính tâm thật thanh tịnh, đã từng cúng dường Phật, là nói kệ ngợi khen, ngộ rõ các pháp không, với pháp được quyết định, an trụ trong Phật Pháp, chúng trời Tứ Thiên Vương, từng cùng tám ức Phật cúng dường các Phật ấy, cầu được đạo vô thượng ở chỗ vô lượng Phật, nếu không dân cúng dường dưới cội cây Bồ Đề, tròn không ngồi giác ngộ, chúng ấy đời vị lai sẽ thành tựu Phật Đạo, tên hiệu là Đại Trì, bậc tối thượng thế gian, có nước Phật ấy chứng, đều có chúng thanh văn, 80 chúng tập hội, trí kiến không chướng ngại, các vị ấy thành Phật. Chúng sinh trong nước kia, tất cả đều hưởng thọ đầy đủ 8 ức tuổi. Phật ấy trí vô lượng, vô số ức tỳ kheo, đều xa rời trần cấu, đều trụ tối hậu thân. Sau khi Phật diệt độ, vì do công đức kia, trang nghiêm cõi Phật ấy. Xây tạo vô lượng tháp, vô lượng ngàn chúng kia, và trăm na cho tha cúng dường các tháp này, lợi ích cho thế gian, hoặc phát tâm Bồ Đề, hoặc chứng Niết Bàn giới. Sau khi Phật ấy diệt, chánh pháp trụ rất lâu, trải suốt 8 ức tuổi, vô lượng na do tha, các chúng pháp vương tử, nhận lãnh hộ trì pháp, chúng trời Tứ Thiên Vương, đã được Phật thọ ký, vì lợi ích thế gian, thành tựu cho chúng sinh, là chúng vừa nghe xong, tâm đều đại hoan hỷ, vui mừng không kể xiết, vâng lãnh lời Phật dạy. Phẩm 14 trời tăng thập tam được thọ ký. Bây giờ có 8 ức chư thiên đau lợi, Thiên Đế Thích là tối thượng thủ thế các chúng Atula, Kalola, Long Nữ, Long Vương, Cư Bàn Trà, Càn Thác Bà, Dạ Xoa, Cẩn Đa La, Trời Hư Không Hành và Tứ Thiên Vương, Thiên Chúng, cúng dường Phật được tỏa ký. Họ đều rất vui mừng hớn hở vô lượng, ở trong Phật Pháp thâm tâm tin ưa. Sau khi khởi tâm tin ưa, Đế Thích và Chư Thiên cõi trời đau lợi phát khởi tâm dũng mãnh, cúng dường Như Lai, liên hóa làm 8 ức lầu các thất bảo, nhiều màu trang nghiêm đẹp lạ. Nơi nơi dân rủ những anh lạc xích châu, lưu ly, hỏa châu, tạp châu. Mỗi lầu khác đều có trăm cấp tràng môn trang nghiêm. Trong mỗi cấp đều có 4 lầu khác nhỏ trang sức cửa nẻo và tòa sư tử. Tràng phan, lộng trướng, lưới linh đều bằng 7 báu. Có thiên đồng nữ xinh đẹp đệ nhất hầu nơi lầu khác và tòa sư tử. Trỗi những nhạc trời, họ lại hóa làm 8 ức xe ngựa 7 báu trang hoàng. Với những tràng phan lỏng báu cõi trời và những âm nhạc trời, khắp thành các tỳ la ngang rộng 60 do tuần, họ rải những hoa trời Mạng Đà La, Maha Mạng Đà La, Mạng Thù Sa, Maha Mạng Thù Sa, Ca Ca La Bà, Maha Ca Ca La Bà, Ba Lô Sử Ca, Maha Ba Lô Sử Ca. Hoa được rải dày đến gối, Thiên Đế Thích lại hóa làm 8 ức Y La Long tượng. Mỗi con voi có 8 ức đầu, mỗi đầu tượng đều có 6 ngà. Trên mỗi ngà có 7 ao sen, trong mỗi ao có 7 bông sen, mỗi hoa sen đều có ngàn cánh, trong mỗi cánh sen có 7 thiên nữ, mỗi thiên nữ có 7 thị nữ đều nhiều thứ trang nghiêm. Giữa các lầu các an trí long tượng, xe báu theo sau cúng dường Như Lai những lầu các ấy, họ lại mưa các thứ bột hương trời như chiên đàn, trầm thủy, chân kim, các loại hoa trời như Mạng Đà La, Maha Mạng Đà La, Mạng Thù Sa, Maha Mạng Thù Sa, Ba Lô Sa, Maha Ba Lô Sa, Ca Ca La Bà,
Maha Kaka La Bà, hoa vàng, hoa bạc, hoa tỳ lưu ly, các loại hoa nhiều màu, Ba Tra Lê, tất cả các loại hoa thắng diệu bậc nhất đã cúng dường Phật. Các vị thiên đồng nữ ấy, hoặc tấu âm nhạc, hoặc ca, hoặc phủ, hoặc động chuyển thân, rải hoa hương cúng dường, họ lại hóa làm tam ức mã vương trang nghiêm nhiều thứ, rồi ngồi lên và đem những vật báu cõi trời rải lên Phật. Lại có tam ức âm nhạc trời, ở hư không tự nhiên hòa tấu, trên tam ức xe bảy báu, mỗi xe đều có một hóa thiên nữ. Tam ức thiên nữ ấy, hoặc ca, hoặc phủ, hoặc tấu nhạc, hoặc động chuyển thân, tay rải hoa hương lên Phật cúng dường, như chúng Atula đã nói ở trên. Lúc ấy tam ức chư thiên đau lợi suy nghĩ các hóa thiên nữ cúng dường Như Lai, nhưng tất cả các pháp cũng đều là ảo hóa, như Đức Như Lai đã từng giảng dạy, biết tất cả các cả pháp như ảo hóa rồi. Họ đối với tất cả pháp chẳng còn hoài nghi, chư thiên nhiễu Phật ba vòng, đánh lễ chân Phật rồi đứng qua một phía. Họ biết các pháp như ảo rồi, còn biết thân mình đồng là ảo hóa, biết những sự cúng dường Như Lai cũng là ảo hóa, pháp của Phật dạy cũng như vậy. Ở nơi ảo pháp được không nghi ngờ rồi, họ nói kệ tán thán Đức Phật. Những hóa nhân này dân cúng dường, tất cả mọi người cũng như vậy. Đế Thích, chư thiên và các pháp, tất cả thảy đều như ảo hóa. Như Lai đạo sư cũng như ảo, chúng sanh, chúng thanh văn từ pháp hóa sinh. Với lời Phật dạy đều không nghi, hiểu được thọ ký của Phật nói. Pháp của Như Lai Thế Tôn nói, phàm phu ngu si chẳng hiểu được, pháp của Như Lai đã truyền dạy, tất cả thảy đều như ảo hóa. Nếu hàng học nhân và vô học, chúng điều phục đệ tử của Phật, những người ấy cũng như ảo hóa, ở nơi pháp ấy con không nghi. Nếu người ưa thích cảnh tịch nhiên, riêng mình không não như kỳ lân, chúng ấy tất cả đều hư như ảo, ở nơi pháp ấy con không nghi. Người hành Phật hạnh, Bồ Tát hạnh, lợi ích chúng sinh chẳng phóng dật, họ là Bồ Tát con Như Lai, tất cả thảy đều như ảo hóa. Thiện thệ đạo sư tự nhiên trí, mười lực đại bi trí vô lượng, trí tuệ tự tại nhất thế gian, Phật ấy như vậy cũng như ảo, như pháp Thế Tôn đã từng dạy. Thanh lương tịch tỉnh không chỗ nương, pháp được niết bàn và niết bàn, tất cả thứ ấy cũng như ảo. Thiện thệ như pháp vô sở hữu, tất cả dường như tánh ảo hóa, nơi Phật pháp ấy và trí tuệ, trong ấy chúng con đều không nghi. Chúng con thường nguyện được như Phật, thấy tất cả pháp dường như ảo, chúng con đi trong cảnh giới Phật, nguyện được thành Phật không có nghi. Đức Thế Tôn biết tám vị ức trời đau lợi thầm thâm tinh ưa nên hiện mỉm cười. Tề Bàn Ma Thắng Tỳ Kheo nói kể bạch hỏi Phật, danh xưng vô tỷ đủ công đức, Như Lai mỉm cười chẳng vô cớ. Ngày nay Như Lai tại sao cười, ngưỡng mong nói rõ trừ nghi cho. Chúng thấy Như Lai hiện mỉm cười, thế rồi chúng đều có lòng nghi, ngưỡng mong trừ nghi cho chúng ấy, khiến chúng chớ ôm lấy lưới nghi. Chúng chư thiên kia đều mừng rỡ, tán thán Như Lai và cúng dường. Nay vì ai mà Phật mỉm cười, xin Phật nói rõ cho chúng mừng. Công đức thanh tịnh như trăng tròn, đấng đáng cúng dường xin nói rõ, lời Phật tán phán ra nếu họ nghe. Chúng ấy mừng rỡ được thành Phật. Chư thiên đại chúng dự hội này, biết tất cả pháp dường như ảo, chư thiên tu học không chướng ngại, ngưỡng mong tập lực nói việc ấy. Tất cả đại chúng nếu trừ nghi, dùng lòng mừng vui tu Phật đạo, khởi nguyện tăng thượng chẳng hạ liền, chúng nghe liền phát tâm dũng mãnh. Bây giờ Đức Thế Tôn nói kệ đáp Tỳ Kheo Mã Thắng. Mã Thắng, nay ông hỏi Như Lai khéo hợp thời cơ lợi ích lớn, Phật biết chư thiên mừng vui rồi, duyên cớ mỉm cười Phật sẽ nói. Ông vì chư thiên hỏi cớ cười, dùng tâm thanh tịnh khéo lắng nghe. Chư thiên đại chúng dự hội này, biết tất cả pháp dường như ảo, vô lượng vô ngại tri kiến tuệ, đời sau lìa tối được làm Phật, quá khứ lưu chuyển trong sinh tử, đã cúng dường Phật như hàng xa. Ở chỗ chư Phật luôn tu tập, tất cả các pháp dường như ảo, đây ở chỗ ta cũng cúng dân, cũng như các pháp động ảo hóa, họ tin ưa sâu nơi Phật pháp, đời vị lai nhất định thành Phật, nơi Phật pháp này tu phước đức, không có hư mất, không chướng ngại, chư thiên cúng dường nơi ta rồi, lại biết các pháp dường như ảo, trong kiếp lực cân ở đời sau, được thành tối thắng vô thượng giác, chư Như Lai ấy đều đồng hiệu là Nhân Đà La Tràng Vương Phật.
ấy tuyên dạy pháp như ảo, đồ tác vô lượng ức chúng sinh. Vì thế các ông bỏ phóng dật, tu tất cả pháp dường như ảo. Người chẳng phóng dật được ta độ cho đủ bồ đề phần pháp vậy. Tinh tấn dường nhu cứu đầu cháy, mau cầu tịch diệt đại bồ đề. Phẩm 15. Trời dạ ma được thọ ký. Bây giờ lại có bốn ức chư thiên dạ ma thấy Atula, Kalula, Long Nữ, Long Vương, Cư Bàn Trà, Càn Thất Bà, Dạ Xoa, Khẩn Na La, trời hư không hành, tứ thiên vương và trời đau lợi cúng dường Phật được thọ ký. Họ rất vui mừng hớn hở vô lượng. Ở nơi Phật Pháp, họ phát khởi lòng tin ưa mà nghĩ rằng Phật Pháp như vậy rất lạ, rất diệu. Ai chứng được Phật Pháp ấy thì không gì chẳng biết, không gì chẳng thấy, không gì chẳng giảng trạch, không gì chẳng chứng nhập. Nơi đã sinh, chưa sinh, hiện sinh hoặc đã diệt, sẽ diệt, hiện diệt, hoặc nghiệp, hoặc báo đều biết như thật. Rất lạ, Đức Như Lai có thể biết thế, đế và đệ nhất nghĩa. Khi biết hai đế ấy không còn gì khác. Đức Phật Thế Tôn ở nơi pháp không, khéo hay biết hay thấy, khéo biết giảng trạch, khéo chứng tương ưng nên gọi là nhất thiết trí. Vì gì gọi là thế đế, tất cả thế tục sinh tự hiện hành. Ở nơi các pháp ấy đều biết rõ được cả, là nhất nghĩa đế, không có ngôn thuyết, không có người biết, chẳng phải sở hành của tâm. Vì là vô tri nên không ai có thể nói, không ai hiển thị, không ai nói dạy, không có ai nghe. Vì là không nói nên cũng không người biết, không sinh, không hiển bày, không người thấy, không người sắp đặt, không có nắm lấy, không có giác tri, không có năng đáo, cũng không sợ đáo, không thể gần kề, không thể đo lường, không có kiến lập, không có vứt bỏ, không sợ tác, không năng tác, không khen, không chê, không lợi, không suy, không ca ngợi, không chê bai, không khổ, không vui, chẳng phải sắc, chẳng phải chẳng sắc, chẳng phải số, chẳng phải chẳng số. Chẳng phải sáng, chẳng phải sáng, chẳng phải phiền não, chẳng trời phiền não, chẳng phải thế gian, chẳng phải niết bàn, chẳng phải giác, chẳng phải quán, chẳng phải tiếng, chẳng phải thoái, không động, không tác, không có hí luận, vượt khỏi hí luận, tướng sắc được nói, chẳng thể nắm bắt được, thọ tưởng hành thức cũng chẳng thể nắm bắt được, tướng nhãn chẳng thể nắm bắt được, nhĩ tỷ thiệt thân và ý, các tướng ấy cũng chẳng thể nắm bắt được, tướng sắc chẳng thể nắm bắt được, các tướng thanh, hương vị, xúc và pháp đều chẳng thể nắm bắt được, tướng nhãn thức chẳng thể nắm bắt được, các tướng nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức đều chẳng thể nắm bắt được, tướng nhãn xúc chẳng thể nắm bắt được, các tướng nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc và ý xúc đều chẳng thể nắm bắt được, nhãn xúc sinh thọ chẳng thể nắm bắt được, nhĩ tỷ thiệt thân và ý xúc sinh thọ đều chẳng thể nắm bắt được, tướng sắc tư giác chẳng thể nắm bắt được, các tướng thanh hương vị xúc và pháp tư giác đều chẳng thể nắm bắt được, tướng không chẳng thể nắm bắt được, các giới địa thủy hỏa phong và thức đều chẳng thể nắm bắt được, tướng dục giới chẳng thể nắm bắt được, tướng sắc giới chẳng thể nắm bắt được, tướng vô sắc giới chẳng thể nắm bắt được, tướng hữu vi chẳng thể nắm bắt được, tướng vô vi chẳng thể nắm bắt được. Các tướng như vậy nếu các pháp ấy được tuyên nói thì không người hay nói. Các pháp như vậy gọi là những pháp chẳng thể nói được. Phật Pháp tối thắng, chúng sinh phàm phu ngu si không học chẳng biết được, nên họ nghe đến sinh kinh sợ. Ở nơi Phật Pháp, vì họ kinh sợ nên bèn thoái thất nơi nhất thiết chủng trí, chư thiên và người đời, nên phải xót thương các chúng sinh ấy. Họ thường ở sinh tử bị nhiều khổ não. Chư thiên dạ ma quan sát các thế gian chúng sinh khổ não rồi, vì được Phật Pháp và vì cúng dường Như Lai, nên phát khởi tâm tinh tấn dũng mãnh, bày biện đồ cúng dường hơn trời đau lợi, đặc dân cúng Phật. Cúng dường xong, đảnh lễ chân Phật, nhiễm Phật ba vòng, rồi đứng qua một phía, nói kệ tán thán Phật. Phật thấy các ấm đều không tịch, ở nơi giới nhập cũng như vậy,
các căn tích tụ đều lìa tướng, Như Lai như thật biết rõ cả. Bậc trí thế gian nơi thật pháp, chẳng theo người nghe tự nhiên hiểu, đó là thế đế và chân đế. Ngoài đây không còn pháp thứ ba, Như Lai thương xót tất cả loài. Vì lợi thế gian nói tục đế, Như Lai tuyên nói nơi thế gian, vì các chúng sinh hiểu sáu đường, địa ngục súc sinh và ngạ quỷ, trời người tu la đủ sáu đường, nhà hạ liệt và nhà thù thắng, bao nhiêu nhà nghèo và nhà giàu, các hàng nuôi bọc và tỳ nữ, các giống nam nữ và hai căn, bao nhiêu sáu đường ở thế gian, Đức Phật Thế Tôn đều đã nói, quan sát các pháp thế tục rồi, vì lợi ích đời, Phật tiên nói, chúng sinh ưa thích nơi sinh tử, chẳng thể rời được tám sự đời, đó là lợi suy và hủy dự, các thứ sân cơ và khổ lạc. Được lợi, lòng họ liền vui mừng, thất lợi, họ liền sinh sân não. Sáu sự đời kia cũng như vậy, thế gian đều theo tám sự ấy. Ở trong tục đế mà nói chân, kiến thức điên đảo cần phải rõ, trong chẳng sạch vui nói sạch vui, trong không có ngã nói có ngã, trong pháp vô thường nói là thường, ở trong tương ấy luôn nắm lấy. Nghe giáo pháp của Đức Phật dạy, họ bèn sợ chê chẳng tin nhận, chê bai thật giáo của Như Lai, sẽ đọa địa ngục rất khốn khổ, phàm phu tham cầu nơi thế lạc, càng thọ vô biên trăm thứ khổ. Nếu ai được ở trong Phật Pháp, quan sát như vậy chẳng điên đảo, bỏ đời sinh tử vào Niết Bàn, như rắn kia lột bỏ da cũ, tất cả các pháp thể tánh không, không chẳng có tướng đệ nhất nghĩa. Nếu nghe Pháp không mà ưa thích, chắc được vô thượng đại bồ đề, Như Lai như thật nói Pháp ấy, dứt trừ nghi ngờ cho chư thiên, đều phát tâm vô thượng bồ đề, vì độ tất cả chúng sinh vậy. Chư thiên như vậy phát tâm rồi, thể đều vui mừng tâm, thể đều mừng vui tâm thanh tịnh. Được nghe Phật Pháp tối tháng xong, chúng chư thiên đây đều thành Phật. Đức Thế Tôn biết thâm tâm tình ưa của bốn ức chúng trời dạ ma, nên hiện tướng mỉm cười. Tề Mạn Ma Thắng Tỳ Kheo nói kệ hỏi Phật. Phật vì thế gian mà mỉm cười, tất cả chúng đây đều sinh nghi, ngưỡng mong Thế Tôn nói rõ cho, khi tất cả chúng đều mừng trở, đã nghe thọ ký chư thiên rồi, tất cả đại chúng đều hớn hở, người có trí tuệ phát dụng mạnh, ở trong Phật Pháp làm như lời. Hàng chúng thù thắng của Như Lai, có đủ pháp khí công đức Phật, lành thay tuyên nói lời đẹp hay, để nhiếp tất cả đại chúng vậy, nghe Phật công đức lòng vui mừng, các đại chúng đây quyết sẽ được, nghe Đức Như Lai thọ ký rồi, đúng pháp sẽ siêng tu tinh tấn, lành thay Thế Tôn thầy trời người. Vì trừ nghi hoặc cho đại chúng, ngưỡng mong Thế Tôn mau nói rõ, là chúng nhất tâm ưa thích nghe. Trời dạ ma kia được thọ ký, xin Đức Thế Tôn mau nói rõ, các đại chúng đây đều vui mừng, tất cả đều phát tâm bồ đề. Đức Thế Tôn nói kệ đáp Tỳ Kheo Mã Thắng, vì lời thế gian hiện tướng cười, Mã Thắng đúng thời khéo hỏi Phật, lợi ích vô lượng các đại chúng, chỉ nghe công đức của Như Lai, các chúng sinh ưa thích tham sân, không biết ưa nơi công đức Phật, tâm họ ngu si bệ mê loạn, sẽ chìm mãi trong biển sinh tử. Với chánh pháp Phật nếu tin ưa, đã từng thỉnh hỏi nơi Phật trước, người tương ưng với tâm đại bi, ngày nay sẽ được Phật công đức. Nếu thấy chúng sinh bị si não, người trí với họ sinh lòng thương. Các chúng sinh ấy nghe Phật đức, đồi lãnh Phật giáo như vòng hoa, chúng hội của Phật rất thanh tịnh, nơi chỗ Phật trước đã tu phước. Họ đối với công đức Như Lai, đồi lãnh như vòng hoa bà sư, chúng trời dạ ma đứng trước Phật, đã tu trì giới trừ tham trước, nhằm lìa phiền não lòng thanh tịnh, với chúng sinh khổ sinh lòng thương, là từng gần gũi vô lượng Phật. Số ấy nhiều như các sông Hằng, họ đã tu tập vô lượng lành, đã cầu vô lượng bồ đề vậy, biết chúng sinh chìm trong phiền não, với chúng sinh khổ sinh lòng thương. Nơi đấng cứu thế đại đạo sư, bạch hỏi vô lượng pháp môn diệu, nay Phật đạo sư vì họ nói, người nghe đều được thành Phật đạo, biết chúng sinh bị phiền não móc, vì họ nói pháp thượng thái diệu, điều ngự trượng phu đại đạo sư, vì các chúng sinh nói pháp không, họ nghe pháp của Phật dạy rồi, các pháp không ấy đều biết rõ. Đó là không, không các pháp tướng,
nói pháp vô tướng không tự tánh, biết rõ các Phật pháp như vậy thì đều an trụ Phật công đức. Chúng ấy cúng dường nơi Như Lai, như pháp đều tự thọ ký biệt, ở kiếp tinh tú đời Phi Lai thì đều được thành đạo vô thượng. Chư Phật như vậy không tăng giảm, số ấy đầy đủ bốn ức chẳng, thì đều đồng hiệu tịnh trí Phật, khai ngộ vô lượng các chúng sinh, là tiên hàng phục các ma oán, đáp lời mà thắng đã bạch hỏi. Chúng trời dạ ma đã mãn nguyện, là chúng trời cười trời mừng rỡ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Đại Bảo Tích. Nguyện đem công đức này hồi hướng về khắp cả đệ tử và chúng sinh được trọn thành.